Đạo tràng an cư kết hạ chùa Hương Thiền, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày hôm nay sôi nổi, nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Sau thời khóa, 345 hành giả ni rất háo hức tham gia vào hội thi pháp lạc mùa an cư năm nay. Chúng con là những sa di mới bước vào đạo nên cần phải trau dồi rất nhiều cái kiến thức tam vô lậu học. Nhờ cái cuộc thi này mà chúng con hiểu rõ hơn được về Phật pháp, hiểu rõ hơn về cái con đường chúng con trong thời gian tới chúng con bước đi và để làm một cái nền tảng cho cái bước học tập sau này của chúng con trên cái con đường giải thoát giác ngộ. Qua hội thi, chư hành giả đã thấu hiểu được giáo lý căn bản mà Đức Phật đã dạy trong hệ thống kinh điển để áp dụng vào đời sống tu tập hàng ngày nhằm tăng thượng trên con đường tìm về giác ngộ. Hàng năm cứ mỗi độ hè mãn thu sang để kết thúc 3 tháng an cư 90 ngày tu học, chúng con đều tổ chức hội thi với chủ đề pháp lạc mùa an cư nhằm giúp cho tất cả ni chúng nơi đây ôn tập lại những gì mình đã được học từ nơi sự truyền đạt của chư vị giáo thọ sư. Trong nội dung các phần thi đều nói về rất rõ và chi tiết trong kinh luật luận mà chúng con cần phải học hỏi, cũng như áp dụng cái phần kiến thức đó vào trong cái cuộc sống tu học trong thời gian sắp tới. Trải qua 4 vòng, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc các bài thi để mang về kết quả tốt nhất cho đội. Nhưng vượt lên trên tất cả, thành quả khiến chư hành giả hoan hỷ nhất chính là được đắm mình vào trong giáo pháp và tự tin thể hiện kiến thức, chia sẻ đến với những người xung quanh mình.